Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Tình yêu vượt sóng gió của Úc Mini sợ mời đám cưới không ai tham dự. Úc Mini tên thật là Nguyễn Thị Thảo Vân, sinh năm 1995, quê ở Kiên Giang. Cô nàng được mệnh danh là cô bé hạt tiêu bởi thân hình nhỏ nhắn mặc dù nhỏ bé hơn các bạn cùng trang lứa nhưng cô nàng đã chứng minh được nghị lực sống phi thường không chỉ sở hữu kênh youtube riêng có hàng triệu người theo dõi cô nàng còn thành công cả trong lĩnh vực kinh doanh năng lượng tích cực mà cô nàng mang đến từng được đăng tải trên tin mới nhất khiến nhiều người suýt xoa ngưỡng mộ sở hữu thân hình hạt tiêu nhưng cô nàng đã thể hiện ý chí phấn đấu phi thường tuy nhiên chuyện tình của cả hai gặp phải sự phản đối của gia đình cũng như những lời gièm pha từ mọi người xung quanh úc mini nên duyên với một chàng trai thuộc cộng đồng lgbt Mới đây, cặp đôi đã có những trải lòng về câu chuyện tình yêu của mình trên kênh độc lạ Bình Dương, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Cơ duyên để cả hai quen biết nhau chính là qua mạng xã hội TikTok. Khánh là người của Úc. Cái đợt dịch em về Việt Nam, em vô tình nhìn thấy TikTok của Úc. Em thấy sao mà bé này dễ thương, hòa đồng hợp với tính của em, nên em mạnh dạn nhắn tin qua TikTok làm quen. Sau rồi hai đứa cứ trò chuyện qua lại, thấy hợp tính quá, sau rồi hai đứa yêu nhau lúc nào không hay luôn. Cảm giác lúc đầu là em với Út trò chuyện với nhau qua Zalo mở màn hình ra em thấy sao bé này cũng to lớn mà ta. Nhưng đến cái ngày hẹn gặp nhau, em thấy bé này ở ngoài nhỏ, xinh xắn nữa trời ơi, vôi trong tim em luôn. Bạn trai Út mini thổ lộ. Úc Mini rất hạnh phúc khi được bạn trai cầu hôn. Tuy nhiên nhiều người lại cho rằng anh Khánh đến với úc Mini chỉ vì cô nàng có điều kiện kinh tế ổn định. Buồn lắm ạ. À. Nhiều khi mà ngày lễ mà mình muốn tặng món quà cho úc mà tiền mình tặng thì người ta nói là chấp tiền của úc mang ra làm màu. Anh Khánh tâm sự trên kênh độc lạ Bình Dương úc mini cũng khẳng định bản thân thích anh khánh không phải vì anh đẹp trai hay bất cứ thứ gì mà khi nói chuyện với chàng trai này cô cảm thấy vui vẻ bình yên đặc biệt khi ở bên cạnh anh úc mini cảm thấy được là chính mình tuy nhiên điều khiến họ cảm thấy buồn nhất chính là sự phản đối của gia đình bố mẹ úc mini cũng mong muốn cô có thể nên duyên với một chàng trai thực sự đầu tiên là hai đứa cùng là con gái đã không được mọi người đồng ý rồi thứ hai là bên nhà của em không đồng ý bố mẹ cũng gọi điện cho em bảo là hai đứa không bao giờ mà đến được với nhau đâu cả hai đã phải trải qua rất nhiều khó khăn để có thể vun đắp cho tình yêu của mình thậm chí khi anh khánh đến nhà úc mini chơi còn bị chính anh ruột của cô nàng thẳng thần đuổi về có nhiều lúc em về cũng buồn lắm, muốn buông bỏ nhưng mà suy nghĩ lại thì em muốn em là người mang lại hạnh phúc cho Út. Lúc mà về nhà Út chơi lần thứ ba thì anh hai của Út còn nói thẳng vào mặt em luôn. Anh nói là gia đình này không có chấp nhận em, em về đi rồi mai mốt đừng có tới đây nữa. Em nói dạ em biết rồi và lặng lẽ em về. Anh Khánh tâm sự trên kênh Độc Lạ Bình Dương. Anh Khánh từng bị gia đình Út Mini cấm cản đến mức không cho vào nhà chơi. Nhưng vì tình cảm của cả hai dành cho nhau quá lớn, nên họ bất chấp sự phản đối của gia đình mà dọn ra ở riêng. Cặp đôi cũng hy vọng sự chân thành và nghiêm túc của mình sẽ khiến ba mẹ dần chấp nhận. Úc Mini cũng cho hay, trong đợt Tết nguyên đáng vừa rồi khi về quê, cô đã trải lòng với ba mẹ về quyết định của mình. Cô nàng mong muốn được bố mẹ ủng hộ, dù biết tương lai cả hai sẽ không thể có một đám cưới trọn vẹn. Bố mẹ em thì em vẫn nói chuyện, vẫn hỏi thăm thôi, nhưng không đề cập gì đến chuyện của em với Khánh nữa em nghĩ là im lặng rồi mình hành động từ từ rồi mọi người sẽ thấy đợt tết này về em có tâm sự trải lòng với ba mẹ ba em kêu là giá như em lấy một người con trai thì ba em sẽ không khó xử như vậy kêu em lấy một người con trai thì em thà thôi em ở vậy là con người mà mỗi người có một trái tim thì cũng cần có tình yêu úc mini khẳng định nếu không đến với anh khánh thì cô thà ở một mình chứ không yêu đàn ông trong mối quan hệ anh khánh luôn quan tâm nhường nhịn úc mini thậm chí anh còn khẳng định cô nàng chính là kẹo trên bất cứ việc gì anh khánh cũng hỏi ý định của úc chỉ khi cô nàng đồng ý thì mới quyết định khi úc mini giận thì anh khánh cũng là người chủ động làm hòa cả hai cũng mong chờ sẽ nhận được một lời chúc phúc của mọi người tuy nhiên úc mini cũng lo lắng nếu tổ chức đám cưới sẽ không có người tới dự bởi ai cũng mong muốn khi yêu có thể cùng người mình yêu có một lễ cưới đánh dấu cột mốc quan trọng trong đời Ai cũng muốn có đám cưới mà. Nếu điều kiện kinh tế và mọi thứ ổn thỏa thì mình cũng muốn có đám cưới. Nhưng cái điều mình sợ nhất là mời đám cưới sợ không có ai dám đi. Bởi vì tụi mình đều là con gái, cũng có nhiều người kỳ thị. Cô gái hạt tiêu lo lắng nếu mời đám cưới sẽ không có ai tham dự. Chính nhờ sự quyết tâm và chân thành của cả hai mà gia đình Úc Mini đã dần chấp nhận anh Khánh. Bố mẹ của Úc Mini đã đồng ý để cô đưa anh Khánh về nhà chơi Tết trước đó bạn trai của úc mini cũng có mặt trong bữa tiệc chia tay tiễn bố mẹ nữ youtuber về lại mỹ có thể thấy thay vì vẻ khép nép thận trọng trong lần về chơi trước thì giờ đây khánh đã hòa đồng hơn rất nhiều chuyện tình của cả hai đã tiếp thêm động lực cho rất nhiều người thuộc cộng đồng lgbt khác có thêm niềm tin vào một kết thúc có hậu bạn trai Úc Mini thoải mái hơn rất nhiều trong lần gặp gỡ này với người nhà của cô. Bạn thấy chuyện tình của cô nàng hạt tiêu Úc Mini như thế nào? Cũng để lại bình luận bên dưới với tin mới nhất nhé. Và đừng quên theo dõi tin mới nhất để cập nhật thêm nhiều tin tức đời sống xã hội thú vị vậy mới thấy để có thể theo đuổi tình yêu của mình úc mini đã phải trải qua rất nhiều sóng gió ngoài những lời gièm pha từ người đời còn là sự phản đối của gia đình bởi với bố mẹ úc cô vốn đã thiệt thòi họ cũng hy vọng con gái của mình có thể tìm được một người đàn ông thực sự trân trọng yêu thương con tuy nhiên cô bạn lại nên duyên với một người thuộc cộng đồng lgbt khiến cả hai khó chấp nhận hy vọng với tình cảm chân thành úc mini và bạn trai sẽ sớm nhận được sự ủng hộ của gia đình bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo